Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 145. Lời nói vừa dứt, quỳnh, giống như một quả bom hạt nhân phát nổ, mọi người trong nhà họ Diệp sợ đến mức tê cả da đầu. Diệp Bắc Minh lại nói trước mặt mọi người, nói như hỏa lão tổ là cái thá gì. Hắn điên rồi sao, ngươi, dám, thất trưởng lão giận dữ chỉ vào Diệp Bắc Minh. Về phần ngươi, nếu dám cản đường thánh tử này, bổn thánh tử ban cho ngươi chết. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, dày hồi lực nặng nề giáng xuống. Phụt, một tiếng nghèn nghẹt, lồng ngực thất trưởng lão nổ tung tại chỗ, đan điền và trái tim hóa thành xương máu, đến thần hồn cũng bị Diệp Bắc Minh đá nát. Chỉ có duy nhất khuôn mặt già nua là còn lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Bắc Minh phớt lờ tất cả, hắn chắp tay sau lưng, sải bước về phía sâu trong nhà họ Diệp. Không ai dám ngăn cản, đi qua quảng trường rộng lớn, đến cửa lớn chủ điện nhà họ Diệp, đang chuẩn bị tiến vào chủ điện. Diệp Bắc Minh, người thật to gan, có tiếng hét từ phía sau, quay đầu nhìn lại, sắc mặt Diệp Mặc âm trầm, người đã bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp, đã không còn là thánh tử của nhà họ Diệp nữa, còn dám xông vào đây. Thân là hỗn độn thể, mà lại không cần chút thể diện nữa sao? Anh ta biết, với thực lực của mình, anh ta không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh. Có lẽ cả nhà họ Diệp cũng không ai có thể ngăn cản được Diệp Bắc Minh. Chỉ có thể tấn công tâm lý. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh buồn cười, ai có tư cách trục xuất ta ra khỏi nhà họ Diệp? Chỉ dựa vào Diệp như hỏa sao? Ngươi có tin hôm nay bổn thánh tử phế cả thân phận lão tổ của hắn không? Cái gì? Toàn bộ quảng trường rơi vào sự im lặng chết chóc. Mọi người đều trợn tròn mắt, mắt như muốn lòi ra ngoài. Phế như hỏa lão tổ. Tiểu tử này điên rồi sao? Còn ngươi, thèm muốn vị trí của bổn thánh tử, đáng chết. Giọng điệu của Diệp Bắc Minh thờ ơ, trực tiếp ra tay, năm ngón tay siết chặt trong không trung, một làn sóng không khí không thể ngăn cản quét qua, ép về phía Diệp Mặc. Uinh uinh, thánh tử, cẩn thận. Mấy ông già mặc áo gai gầm lên một tiếng, đứng chắn trước mặt Diệp Mặc đang sợ hãi đến choáng váng, cùng ra tay chặn lại. Phụt, năm ông già cảnh giới tế đạo cấp 6 đều bay ngược về phía sau, thân thể nổ tung mà chết. A! À. Diệp Mặc hét lên, dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn bị sốc, ngã ra xa trăm mét. Một vệt máu đã được vẽ trên mặt đất trong quảng trường. Chết đi, Diệp Bắc Minh búng ngón tay, một huyết quang bắn ra. Tên xúc sinh, người tới nhà họ Diệp làm chuyện hoang đường, cũng không thèm nhìn nơi này là đâu. Một giọng nói cực kỳ tức giận hét lên. Giây tiếp theo, một ông già tóc đỏ lao ra, đứng trước mặt Diệp Mặc, giơ tay đấm ra. Bass, một lực thuộc tính lửa cực kỳ mạnh mẽ bộc phát. Nhiệt độ toàn bộ quảng trường tăng vọt hơn 10 độ. Bang, sóng không khí nổ tung, ông già tóc đỏ tung ra một cú đấm vào huyết quang của Diệp Bắc Minh. Đứng lên, Diệp như hỏa hét lên, giơ tay lên nắm chặt, Diệp Mặc bị một sức mạnh vô hình tóm lấy, lôi đứng dậy. Một viên đan dược đỏ rực bay tới, chìm vào trong miệng Diệp Mặc, khiến cho vết thương của anh ta hồi phục khá nhiều. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Diệp như hỏa hung ác nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, tên xúc sinh, người đã bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp. Còn dám giết người nhà họ Diệp, đánh trọng thương thánh tử nhà họ Diệp ta. Người nghĩ đây là nơi nào? Là nơi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đối mặt với câu hỏi của Diệp Như Hỏa, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, người chính là Diệp Như Hỏa đúng không? To gan, khi Diệp Như Hỏa xuất hiện, một vài ông già khác đột nhiên cảm thấy mạnh dạn hơn, lần lượt tiến lên mắng chửi, đối mặt với Như Hỏa lão tổ, còn không quỳ xuống nói. Diệp Bắc Minh, người thật to gan, dám gọi Như Hỏa lão tổ bằng tên sao? Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, bảy ông già không nói một lời, chỉ tiến một bước về phía trước, chỉ vào Diệp Bắc Minh, không ngừng hét lớn. Xoẹt, huyết quang lóe lên, kiếm khí bay lên trời. Lão tổ, cứu tôi. Lão tổ, tiểu tử này điên rồi. Bảy ông già bị chặt làm đôi ngay tại chỗ, cơ thể bị đứt thành hai mảnh, nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết. Diệp Như Hỏa tức giận đến run rẩy. Diệp Bắc Minh, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây là nhà họ Diệp. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nguyên cổ đế tháp, ra đây. Khoảnh khắc này, khí thế trên người Diệp như hỏa bùng cháy. Bass, bầu trời rung chuyển, một đế tháp cổ xưa xuất hiện phía trên nhà họ Diệp. Trong chớp mắt, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ bao trùm tất cả. Giết tiểu tử này đi. Diệp như hỏa nói với nguyên cổ đế tháp, muốn giết Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nheo mắt, cầm tháp càn khôn chấn ngục trong tay, chuẩn bị chiến đấu. Nguyên cổ đế tháp nhanh chóng bay tới. Lao thẳng đến chỗ Diệp Bắc Minh. Đế uy khủng khiếp quét qua toàn bộ nơi này như một cơn sóng thần. Mọi người trong nhà họ Diệp sợ hãi đến mức quỳ xuống đất và bái lạy. Ha 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 ha, tiểu tử, chết đi, chết đi, chết đi, ta mới là thánh tử nhà họ Diệp. Ngươi chỉ là một tên khốn kiếp,
ngươi có tư cách gì làm thánh tử nhà họ Diệp, còn dám xông vào nhà họ Diệp, bây giờ chính là lúc chết của ngươi. Hối hận, vô ích thôi, ha 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 ha. Diệp Mặc điên cuồng cười lớn, sự tủi nhục trong lòng lúc này như được chút bỏ, ánh mắt Diệp như hỏa lạnh lùng, chăm chú quan sát tất cả những chuyện này. Đế tháp đi tới đâu, hư không liền sụp đổ. Chính vào lúc Diệp Bắc Minh chuẩn bị ra tay, nguyên cổ đế tháp đã thu hồi đế uy trước mặt mọi người. Một tòa đế tháp cao hơn 10.000 mét lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong giây lát, hóa thành chỉ khoảng 30cm, đáp xuống cách 1 mét trước mặt Diệp Bắc Minh, lơ lửng trên không trước mặt hắn, còn phát ra âm thanh vo ve nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ đang muốn lấy lòng Diệp Bắc Minh. Chuyện gì vậy? Mọi người đều chết lặng. Nụ cười của Diệp Mặc cứng đờ. Nhìn về phía Diệp Như Hỏa, lão tổ, chuyện này là sao? Cái này, Diệp Như Hỏa cũng sửng sốt, ta cũng không biết. Diệp Bắc Minh cũng rất kinh ngạc, tiểu tháp, nó sao thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, ha 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 ha, tiểu tử, cậu không nhìn ra sao? Chỉ khi khí linh nhận chủ thì mới có phản ứng như thế này. Tòa nguyên cổ đế tháp này có lẽ muốn nhận cậu là chủ. Nhận tôi là chủ, mắt Diệp Bắc Minh co rụt lại. Mẹ kiếp, không phải chứ, mọi người trong nhà họ Diệp dường như cũng đều chú ý tới điểm này, tất cả đều thấp giọng lẩm bẩm. Sao tôi lại cảm thấy nguyên cổ đế tháp có vẻ thích Diệp Bắc Minh hơn thế? Nguyên cổ đế tháp dường như rất công nhận Diệp Bắc Minh. Hình như là như vậy, tôi sống ở nhà họ Diệp nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ thấy nguyên cổ đế tháp như thế này. Chẳng lẽ nguyên cổ đế tháp nhầm lẫn sao? Nguyên cổ đế tháp là binh khí đại đế, là đồ vật do tiên tổ đầu tiên của nhà họ Diệp để lại, làm sao chúng ta có thể nhận nhầm được? Đó chính là, nguyên cổ đế tháp công nhận Diệp Bắc Minh. Tương đương với tiên tổ đầu tiên của nhà họ Diệp đã công nhận Diệp Bắc Minh rồi. Mọi người trong nhà họ Diệp đang bàn tán, ánh mắt Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Diệp Mặc nghe được những lời này, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nói nhảm, nguyên cổ đế tháp nhất định bị tiểu tử này mê hoặc rồi. Đế tháp, quay lại, Diệp Như Hỏa hét lên, thi triển khẩu quyết triệu hồi đế tháp. Nguyên cổ đế tháp vẫn lơ lửng trước mặt Diệp Bắc Minh, phớt lờ. Ánh mắt Diệp Như Hỏa khẽ run lên, ông ta nghiến răng nghiến lợi. Phun ra một ngụm máu. Đốt cháy, bát, hàng chục phù văn ngưng tụ thành hình, tạo thành một trận pháp. Đế tháp, quay lại, giết tiểu tử này, hắn là kẻ uy hiếp nhà họ Diệp. Giết, 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 mái tóc dài của Diệp Như Hỏa dựng lên, trong mắt tràn ngập tiếng gầm điên cuồng. Bát, giây tiếp theo, nguyên cổ đế tháp chuyển động, khẽ rung chuyển. Người nhà họ Diệp đều kinh ngạc, nguyên cổ đế tháp muốn giết Diệp Bắc Minh rồi sao? Nhưng giây tiếp theo, một cảnh tượng sợ hãi xuất hiện. Nguyên cổ đế tháp biến mất trong nháy mắt và gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Như Hỏa. Bang, không chút do đâm vào Diệp Như Hỏa, cho dù Diệp Như Hỏa là cảnh giới tế đạo cấp 9, cho dù Diệp Như Hỏa là lão tổ nhà họ Diệp, cho dù ông ta có thể điều khiển nguyên cổ đế tháp. Đều không thể ngăn cản, cơ thể ông ta lập tức nổ tung. Hóa thành xương máu ngay tại chỗ, thần hồn bị hủy diệt. Người chết không thể chết được nữa. Phút, tiếp đó, nguyên cổ đế tháp lóe lên, lại bay về phía Diệp Bắc Minh. Vo ve như trẻ con đòi phần thưởng trước mặt cha mẹ. Cái này, toàn hiện trường im lặng như chết. Hàng trăm ngàn con mắt trong nhà họ Diệp đều kinh hãi nhìn chằm chằm tất cả. Diệp Mặc sợ tới mức hai chân khuỵu xuống, ngã xuống đất. Sao lại thế này, binh khí đại đế chọn hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ phía dưới chảy ra một thứ chất thải màu vàng, sợ đến mức không tự chủ được. Thánh tử, cuối cùng cậu đã quay lại rồi. Một người đàn ông trung niên vội vàng lao ra khỏi đám đông. Mọi người nhìn kỹ hơn, đó chính là chủ nhà họ Diệp, Diệp Tinh Khung. Con cáo già này đã ở trong đám đông ngay từ đầu. Ẩn ở phía sau, trong suốt quá trình ông ta không hề xuất hiện, cuối cùng mới lao ra. Câu thánh tử của ông ta khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Gia chủ, Diệp Bắc Minh nửa cười nửa không. Diệp Tinh Khung không chút xấu hổ, tiến lên nắm lấy tay Diệp Bắc Minh, thánh tử, mong chăng, mong sao, cuối cùng là mong thánh tử quay lại. Diệp Như Hỏa âm mưu lật đổ nhà họ Diệp. Bị nguyên cổ đế tháp giết chết, thật sự chết không đáng tiếc. Cũng may thánh tử đã quay lại, chủ trì đại cục. Người đâu, Diệp Mặc là tòng phạm, lôi xuống cho ta, giết. Huyết mạch của Diệp Mặc, giết không tha. Diệp Tinh Khung nói một hơi, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta thật sâu, lão già này phản ứng nhanh đấy. Lúc trước luôn không lộ mặt, cuối cùng mới lao ra, một hơi giải quyết mọi vấn đề. Nếu mình thua, e là ông ta cũng sẽ đối xử với mình như vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, tiểu tử, nếu không thì người ta làm sao là chủ nhà họ Diệp được. Leo được lên vị trí này, có ai không phải là người thông minh chứ? Cũng đúng, Diệp Bắc Minh âm thầm gật đầu. Không nói thêm nữa, Diệp Tinh Khung nhìn thấy Diệp Bắc Minh trầm mặc,
biết đối phương đang mặc nhận hành vi của mình, liền nở một nụ cười, thánh tử, còn có gì sai bảo nữa không? Diệp Bắc Minh nghiêm túc nói, Diệp Quỳnh đâu? Cái này, Diệp Tinh Khung có chút khó khăn. Làm sao? Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Diệp Tinh Khung thở dài, hai, thánh tử. Diệp Quỳnh quá thân thiết với cậu. Trong khoảng thời gian cậu đi vắng, Diệp Mặc vẫn luôn nhắm vào cô ta. Cô ta đã mất đi đan điền và gân cốt, sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Chấm, nhà họ Diệp, trong căn phòng người hầu ở. Rách nát, mấy bà già gương mặt mập mạp, mỗi người cầm một chiếc roi nhúng vào nước ớt, mau lên. Cọ xong mấy cái bô này, vẫn còn hàng trăm cái bô khác đang chờ ngươi đấy. Ngươi nói xem, con khốn ngươi tại sao lại phải đắc tội với thánh tử chứ? Làm tiểu thư không làm, bây giờ thành phế nhân rồi chứ? Đến đây để cọ bô cho những người hầu chúng ta. Ha 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 ha, một bà già có khuôn mặt mập mạp, dày hơn cái xô mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Quỳnh tái nhợt, cơ thể cô đầy vết roi. Vốn dĩ da mỏng, thịt mềm, rất nhiều chỗ chảy mủ. Các ngươi, giết ta đi. Giết ngươi, ha ha ha, bà già dẫn đầu cười cợt, thánh tử đã dặn dò rồi, phải để ngươi sống tốt. Mục đích là để cho ngươi sống ở chỗ này cả đời, giết ngươi chẳng phải dễ dàng cho ngươi quá sao. Cọ nhanh lên, lười biếng cái gì, cây roi trong tay bà ta vừa được giơ lên, vung nó về phía khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Quỳnh, tâm Diệp Quỳnh như cho tàn, cam chịu, đột nhiên, bốp bốp, một âm thanh nghèn nghẹt, ngươi là ai, lại dám ngăn cản ta, bà già dẫn đầu vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn một thanh niên đột nhiên xông tới, nắm chặt cổ tay bà ta, tiểu tử, ngươi làm ta đau đấy, ngươi biết ta là, còn chưa nói hết câu, bang, một cú đá, bà già dẫn đầu phun ra một ngụm máu, đập vào bức tường phía sau một cách thảm hại, khiến ngực bà ta hoàn toàn nổ tung. Giết người kìa, mấy bà già xung quanh lao ra ngoài. Diệp Quỳnh, một giọng nói vang lên từ phía sau. Cơ thể Diệp Quỳnh run rẩy, giọng nói này là. Quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, là anh sao, thật sự là anh sao? Phụt, khoảnh khắc Diệp Tinh Khung bước vào, đúng lúc nhìn thấy Diệp Quỳnh phun ra một ngụm máu. Đáng chết, ai cho phép các ngươi hành hạ thánh nữ nhà họ Diệp ta như thế này? Diệp Tinh Khung giận dữ gầm lên, người đâu, đem mấy con khốn này ra ngoài, chặt thành từng mảnh cho chó ăn. Diệp Quỳnh, thánh nữ, tiêu rồi, đôi mắt của mấy bà già tối sầm lại, sợ đến mức mất đi ý thức. Rất lâu sau, Diệp Quỳnh mơ mơ hồ hồ, vừa rồi là tôi nằm mơ phải không? Khóe mắt vương những giọt nước mắt, mở mắt ra, căn phòng tuyệt đẹp, giường đệm ấm áp, còn có, một bóng dáng vô cùng quen thuộc, người đó tuy quay lưng lại với cô nhưng lại mang đến cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Chính vì có sự hiện diện của anh ta mà cô mới ngủ yên bình như xưa. Cô tỉnh rồi à? Diệp Bắc Minh từ từ đứng dậy. Anh, sao anh lại trở về? Đây là đâu? Diệp Quỳnh phản ứng lại, nắm lấy tay Diệp Bắc Minh, anh không sao chứ? Người nhà họ Tiêu, Tuyết tộc tìm anh khắp nơi, bây giờ anh đang rất nguy hiểm. Nhà họ Diệp cũng đã khai trừ anh khỏi gia tộc rồi. Anh mau đi đi, Diệp Bắc Minh nhìn cô mỉm cười. Diệp Quỳnh sửng sốt, sao anh không nói gì? Diệp Bắc Minh nói, cô hỏi nhiều như vậy. Cô muốn tôi trả lời cái nào? Bỏ đi, hắn lại lắc đầu, nể tình cô đang bị thương, tôi trả lời cô câu hỏi đầu tiên trước. Thứ nhất, tôi quay lại là để cứu cô. Thứ hai, đây là căn phòng được nhà họ Diệp đặc biệt chuẩn bị cho thánh nữ. Thánh nữ, Diệp Quỳnh giật mình, bao năm qua, nhà họ Diệp chỉ lập một vị thánh tử, chưa bao giờ lập thánh nữ. Vậy tại sao tôi lại ở trong phòng của thánh nữ? Diệp Bắc Minh nói, ô, gia chủ nói từ hôm nay trở đi, cô sẽ là thánh nữ nhà họ Diệp. Hả, tôi, Diệp Quỳnh sửng sốt, đôi mắt đẹp mở to. Diệp Bắc Minh cười, sao thế? Rất bất ngờ, Diệp Quỳnh vội vàng gật đầu, chuyện này rốt cục là sao? Tôi làm sao có thể là thánh nữ nhà họ Diệp được? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, bởi vì một ngày trước, tôi đã tiêu diệt đế huyết Tiêu gia và đế huyết Tuyết tộc. Sau khi đến nhà họ Diệp, nguyên cổ đế tháp chủ động giết Diệp Như Hỏa, suýt nữa nhận tôi là chủ nhân. Nhưng, tôi vẫn chưa đồng ý. Lúc tôi tìm được cô, Diệp Tinh Khung liền trực tiếp ra lệnh, từ nay về sau, cô sẽ là thánh nữ nhà họ Diệp. Nói liền một hơi, Diệp Quỳnh cứng đờ tại chỗ, che miệng bằng cả hai tay, mắt mở to, đầu óc choáng váng, còn tưởng mình đang mơ. Anh đã tiêu diệt nhà họ Tiêu, Tuyết tộc, làm sao có thể, nhà họ Tiêu không phải có một tia thần hồn của thần vũ đại đế trấn thủ sao? Anh, làm sao anh có thể diệt được nhà họ Tiêu chứ? Diệp Quỳnh không thể tin được, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Thần hồn của thần vũ đại đế. Bị tôi tiêu diệt rồi. A, à, cơ thể thanh tú của Diệp Quỳnh run rẩy. Sau đó lại hỏi, nguyên cổ đế tháp nhận anh làm chủ nhân. Anh, cô nuốt nước bọt, anh còn chưa đồng ý à? Đúng vậy, tại sao,
Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi đã có một tòa đế tháp rồi, không cần thêm một nguyên cổ đế tháp nữa. Đôi mắt đẹp của Diệp Quỳnh mở to, cô cảm thấy choáng váng. Anh, làm sao anh làm được? Một tay nắm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, móng tay cắm vào da thịt. Vì quá kích động nên chiếc chăn che ngực của tôi đã tuột ra. Một cơn gió thổi qua, thật mát mẻ. Diệp Quỳnh nhìn xuống, phát hiện phần ngực mình lại đang không một mảnh vải che. Tầm nhìn không bị cản trở. A, à, âm thanh 120 decibel vang lên. Diệp Bắc Minh liếc nhìn một cái. Anh còn nhìn, Diệp Quỳnh lập tức ôm chặt chăn. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, vừa rồi bôi thuốc cho cô, tôi đã nhìn thấy hết rồi, cũng không phải lần đầu. Anh cút đi, Diệp Quỳnh nhặt chiếc gối lên và ném qua. Hai, đây là cách cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình à? Diệp Bắc Minh thở dài, xoay người rời khỏi phòng. Ngoài cửa lớn, Diệp Tinh Khung đã đợi rất lâu rồi. Bên cạnh ông ta còn có một ông già với đôi mắt hiền từ. Một thiếu phụ ăn mặc giản dị. Khí tức của hai người đều ở cảnh giới tế đạo cấp 9. Diệp Tinh Khung giới thiệu, thánh tử, vị này là Hoan Thành lão tổ, vị này là Uyển Dung lão tổ. Hai vị lão tổ không quản việc gia tộc, trừ khi liên quan đến sự tồn vong của nhà họ Diệp, nếu không thì sẽ không dễ xuất quan. Hôm nay đặc biệt xuất quan vì thánh tử, chỉ để gặp cậu. Diệp Bắc Minh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, vãn bối bái kiến hai vị lão tổ. Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung nhìn nhau, Bắc Minh, từ hôm nay trở đi, thân phận thánh tử của cậu ở nhà họ Diệp sẽ không có ai chất vấn cả. Cậu muốn làm gì đều được, bất luận là cần tài nguyên tu võ hay muốn đối phó ai. Chỉ cần một câu nói của cậu, nhà họ Diệp sẽ toàn lực ủng hộ. Còn có, dừng lại một lát, liếc nhìn về phía cửa, Diệp Quỳnh, cô ấy vốn dĩ không phải huyết mạch nhà họ Diệp. Là được nhận nuôi từ bên ngoài, vì vậy, cho dù cậu coi cô ấy là người phụ nữ của mình cũng không sao. Giọng nói của Diệp Hoan Thành không chút giấu giếm. Diệp Quỳnh ở trong phòng chắc chắn có thể nghe thấy. Lúc này, trái tim nhỏ bé của Diệp Quỳnh đang đập mạnh. Trời ơi, để mình trở thành người phụ nữ của anh ta. Làm sao có thể, mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trong tim mình, Bắc Minh, anh ta chỉ là một đứa em trai thôi. Nghĩ đến việc mình bị nhìn hết vừa rồi, gương mặt xinh đẹp của Diệp Quỳnh đỏ ửng. Hơi thở trở nên gấp gáp, Diệp Bắc Minh thẳng thắn nói, hai vị lão tổ, trước tiên để tôi giải thích một chuyện. Máu chảy trong cơ thể tôi không phải huyết mạch nhà họ Diệp. Hai người có biết điều đó không? Hỗn độn thể của nhà họ Diệp là Diệp Tiêu Dao, còn tôi là Diệp Bắc Minh, đến từ vị diện cấp thấp. Tiền bối Diệp Thí Thiên cũng biết chuyện này, cho nên, tôi thấy không nên giấu mọi người. Đương nhiên, nếu như mọi người để ý, bây giờ tôi sẽ đi ngay, sau này sẽ không bao giờ tới nhà họ Diệp nữa. Nói liền một hơi, Diệp Tinh Khung sửng sốt, vẻ mặt Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung bình tĩnh, có vẻ như đã biết tất cả những điều này. Bắc Minh, việc cậu có thể nói ra chứng tỏ cậu là một người khoáng đạt. Chuyện này, hai người chúng ta đã biết lâu rồi. Diệp Hoan Thành cười, nhưng... cậu thật sự cho rằng huyết thống của cậu không có quan hệ gì với nhà họ Diệp sao? Diệp Bắc Minh cau mày, là ý gì? Diệp Uyển Dung nhàn nhạt nói, nguyên cổ đế tháp chỉ công nhận người mang huyết mạch nhà họ Diệp. Nếu cậu không phải huyết mạch nhà họ Diệp, thì nó căn bản không thể công nhận cậu. Hơn nữa, chúng ta cũng đã điều tra lai lịch của cậu. Năm đó, sau khi tiên tổ thành lập nhà họ Diệp, còn có mời mấy nhánh tộc rời khỏi nguyên thủy chân giới, đi đến các vị diện. Cậu chắc hẳn hiểu. Ngộ nhỡ nhà họ Diệp thật sự bị tiêu diệt, cũng sẽ còn một chút lưu lại. Diệp Bắc Minh sửng sốt tại chỗ. Chẳng lẽ hắn vẫn là huyết mạch nhà họ Diệp sao? Không thể nào, có thể hay không, cậu đi theo ta. Diệp Hoan Thành nói, Diệp Bắc Minh cau mày, tiểu tháp, không thể nào trùng hợp như vậy được chứ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh, ai mà biết được. Nhưng bọn họ nói cũng có lý, đế huyết Diệp gia lớn mạnh như vậy. Nếu bị tiêu diệt, chẳng phải là đứt mất dễ sao? Đúng là có khả năng một bộ hận nhà họ Diệp rời khỏi nguyên thủy chân giới. Nói không chừng có người nhà họ Diệp cơ duyên trùng hợp đi xuống Côn Luân Hư. Mang theo đầy sự nghi hoặc, theo chân Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung đến tận nơi sâu nhất của nhà họ Diệp. Đi qua một trận pháp, phía trước đột nhiên trở nên rộng lớn. Ở trung tâm của một quảng trường khổng lồ, một viên đá màu đỏ như máu lơ lửng trên không cách mặt đất khoảng 1 mét. Năng lượng hỗn độn dâng trào bên dưới, phù văn lóe lên. Đây là trung tâm của toàn bộ trận pháp dưới lòng đất của nhà họ Diệp. Viên huyết thạch này là do chủ nhân của nguyên cổ đế tháp để lại. Chất liệu của huyết thạch giống với chất liệu của nguyên cổ đế tháp. Diệp Hoan Thành giới thiệu, cậu chỉ cần nhỏ máu tươi vào máu là được. Chúng ta sẽ biết liệu cậu có phải là huyết mạch nhà họ Diệp hay không. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Đối với hắn, có phải là huyết mạch của nhà họ Diệp hay không cũng không quan trọng. 99,99% không phải.
hắn bước tới và cắt vào lòng bàn tay, máu rỉ ra trên đó. Bát, huyết thạch run rẩy, một bóng huyết long từ trong đó bộc phát ra, gầm thét trong huyết thạch. Gào, tiếng rồng gầm rất lớn, vang vọng khắp quảng trường. Xem ra chúng ta đoán đúng rồi, Minh Nhi, con quả nhiên là huyết mạch nhà họ Diệp. Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung có chút cảm động, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Chết tiệt, Diệp Bắc Minh sửng sốt, làm sao có thể? Tỷ lệ 0,01% cũng bị tôi chạm vào. Tôi biết rồi, nhất định là do tôi là máu hỗn độn, cho nên huyết thạch mới có phản ứng. Diệp Hoan Thành cau mày, Minh Nhi, khó tiếp nhận như vậy sao? Làm huyết mạch của đế huyết Diệp gia ta có vẻ cũng không mất mặt chứ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ý của tôi không phải như vậy. Tôi cảm thấy chắc chắn là nhầm rồi. Diệp Hoan Thành nói, còn có anh chị em không? Hoặc là cha mẹ, dùng máu của họ cũng có thể chứng minh. Lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Minh chợt nhận ra. Một ý nghĩ, tháp càn khôn chấn ngục dung chuyển, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam xuất hiện trước mặt hắn. Cha mẹ, đây là cấm địa nhà họ Diệp, hai vị này là Hoan Thành tiền bối và Uyển Dung tiền bối. Bọn họ đều là lão tổ nhà họ Diệp. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Diệp Hoan Thành và Diệp Vạn Dung. Tiền bối, đây là cha tôi, Dạ Huyền. Đây là mẹ tôi, Diệp Thanh Lam. Nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung có chút không hiểu, con còn mang theo cha mẹ bên mình. Thật là một đứa con hiếu thảo. Diệp Uyển Dung nghiêm túc khen ngợi một câu. Diệp Bắc Minh, sau một hồi không nói nên lời. Diệp Bắc Minh nhìn cha mẹ mình, cha mẹ, hai vị tiền bối nói, nhà họ Diệp chúng ta có thể là một nhánh của đế huyết Diệp gia. Máu của con là máu hỗn độn, con sợ nó phản ứng với huyết thạch, cho nên cần mẹ thử lại một chút. Minh Nhi, mẹ nghe lời con muốn mẹ làm gì? Diệp Thanh Lam gật đầu, đi về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chỉ vào huyết thạch ở giữa quảng trường, mẹ, cắt vào lòng bàn tay, nhỏ máu lên đó là được. Diệp Thanh Lam không nói gì, lấy ra một con dao găm từ chiếc nhẫn chứa vật của mình và cứa vào lòng bàn tay. Máu lan ra và rơi xuống huyết thạch, giây tiếp theo, bát. Huyết thạch khẽ run lên, máu của Diệp Thanh Lam lại ngưng tụ lại với nhau, hóa thành bóng của một con huyết long. Gào, tiếng rồng gầm vang lên, Diệp Thanh Lam kinh hãi không ngừng lùi lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng con huyết long đang bơi trên huyết thạch. Sống động như thật, Minh Nhi, chuyện này là sao? Mẹ, máu của mẹ, sao lại hóa thành một con huyết long? Hơn nữa, lại giống hệt với con huyết long mà con triệu hồi. Diệp Thanh Lam có chút bối rối, Diệp Bắc Minh sững sờ tại chỗ, ngơ ngác. Tất cả điều này là thật sao? Chuyện này là sao? Diệp Bắc Minh nhìn về phía Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung. Hai người họ đang mỉm cười. Máu của Diệp Thanh Lam phản ứng với huyết thạch, hoàn toàn chứng minh được suy đoán của bọn họ. Diệp Bắc Minh quả thực là huyết mạch của đế huyết Diệp gia, không nghi ngờ gì nữa. Diệp Hoan Thành mỉm cười gật đầu, Minh Nhi, tiên tổ nhà họ Diệp có mối liên hệ rất sâu sắc với con huyết long này. Nghe nói, con huyết long này là thần thú bảo vệ của nhà họ Diệp. Từng dùng huyết long để cứu mạng tổ tiên nhà họ Diệp. Kể từ đó, khí tức của huyết long đã hoàn toàn in sâu vào huyết mạch của con cháu nhà họ Diệp. Bình thường con cháu nhà họ Diệp, chỉ có ở trước huyết thạch này mới có thể hiện rõ khí tức của huyết long ở trong máu. Chỉ có một số con cháu nhà họ Diệp với tài năng đáng sợ mới có thể bộc phát dấu ấn của huyết long trong máu mà không cần dựa vào huyết thạch. Dấu ấn càng mạnh thì thực lực của bản thân càng mạnh. Nghe vậy, Diệp Bắc Minh sửng sốt tại chỗ, thật khó để tiêu hóa tất cả. Khi hắn sử dụng thần lực của mình, thực sự sẽ bùng nổ ra huyết long. Hắn từng cho rằng đây là hiệu quả của long đế quyết. Không ngờ nó lại liên quan đến huyết mạch nhà họ Diệp. Lúc này trong lòng Diệp Bắc Minh rất hỗn loạn, bất cứ ai đột nhiên có thêm một tổ tông, có thêm một gia tộc phía sau, tâm trạng đều sẽ rất hỗn loạn. Mẹ nghĩ thế nào? Diệp Bắc Minh nhìn mẹ mình, ánh mắt Diệp Thanh Lam ngưng trọng, nhìn huyết thạch, rồi lại nhìn Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung, Minh Nhi, nếu tất cả đều là sự thật. Trong người chúng ta đang chảy dòng máu đế huyết Diệp gia, lẽ nào chúng ta còn có thể không nhận tổ tông sao? Ngoài ra, mẹ cũng nghe ông ngoại con nói vậy, nhà họ Diệp chúng ta đúng là từ nơi khác chuyển đến Côn Luân Hư. Hơn nữa ông ngoại con còn nói, thậm chí đến chủng tộc ở Hoa Hạ cũng là từ nơi khác đến. Con đã đọc Sơn Hải Kinh rồi phải không? Lúc đó ông ngoại con tình cờ nhắc đến vài chữ, nói rằng thế giới trong Sơn Hải Kinh có liên quan đến thế giới mà tổ tiên người Hoa Hạ chúng ta đã sinh sống. Diệp Bắc Minh sững sờ tại chỗ, mẹ sẽ không lừa hắn, nếu tất cả những điều này là sự thật, có lẽ Hoa Hạ thật sự là từ vị diện chi thượng chuyển đến Côn Luân Hư. Hoa Hạ cũng được gọi là Hoa tộc, có quan hệ gì với Hoa tộc ở vị diện chi thượng, Côn Luân Điện không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, cảm giác không chân thực, Diệp Thanh Lam tiến lên nắm lấy tay hắn, Minh Nhi, nếu đã là sự thật thì cứ tiếp nhận nó đi. Thấy mẹ nói như vậy,
Diệp Bắc Minh cũng không nói thêm nữa. Diệp Bắc Minh, tham kiến hai vị lão tổ, xoay người, chắp tay lại Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung. Tốt, đứa trẻ ngoan, hai người rất kích động, lập tức hạ lệnh, sắp xếp cho Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam, tất cả đều là đãi ngộ cao nhất, cung cấp tất cả tài nguyên tu võ. Trở lại nơi ở của mình, Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại, suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Người trong quan tài đá bảo mình đến thời không hỗn độn, còn nói đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bằng cách mở ra tầng thứ 5 của nghĩa địa hỗn độn, mình sẽ biết luân hồi là gì, còn có thể cứu được 100 vị sư phụ. Giao Trì lại bảo mình tìm tổng bộ hồn tộc, như vậy sẽ nói cho mình biết sư tỷ ở đâu. Mật Phi vẫn còn ở trong Hồng Hoang Đế Cung, cô ấy và con có ổn không? Nhược Tuyết bị Giao Trì đưa đi, tạm thời có lẽ an toàn. Diệp Bắc Minh tự lẩm bẩm. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, tiểu sư đệ, đang nghĩ gì thế? Chăm chú thế, nói cho chị nghe xem. Giọng nói này là, cơ thể Diệp Bắc Minh run rẩy, đôi mắt chợt mở to, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn choáng váng. Chỉ thấy lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu chậm rãi mở cửa bước vào, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ vui đùa, ngây ra đó làm gì? Không muốn gặp chị à? Lâu như vậy cũng không đến tìm người ta, hừ. Lục sư tỷ, đôi mắt Diệp Bắc Minh lập tức đỏ lên. Hắn kích động đứng dậy, xông tới trước mặt Đạm Đài Yêu Yêu. Mở rộng tay, trực tiếp ôm cô vào lòng, kích động đến toàn thân run lên. Giọng nói nghẹn ngào nức nở, lục sư tỷ. Có thật là chị không? Là chị, chấm, sao chị lại ở đây? Diệp Bắc Minh rất kích động, sợ rằng tất cả đều là giả. Hắn ôm chặt Đạm Đài Yêu Yêu không chịu buông ra. Đạm Đài Yêu Yêu lộ ra một nụ cười, đồ ngốc, đương nhiên là chị rồi. Lục sư tỷ, Diệp Bắc Minh nhìn khuôn mặt của Đạm Đài Yêu Yêu, gặp được chị tốt quá, chị có biết một mình em khổ thế nào không? Liên tục vướng vào mấy chuyện rắc rối, em muốn cứu mọi người. Nhưng toàn tính một đằng ra một nẻo. May mà chị không sao, cuối cùng chị cũng trở về rồi. Một Diệp Bắc Minh trước giờ luôn sát phạt quyết đoán. Giờ phút này, lại gục đầu vào lòng Đạm Đài Yêu Yêu. Giống như khi xưa ở Côn Luân Hư, lục sư tỷ mãi mãi là người bảo vệ anh. Đạm Đài Yêu Yêu nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Bắc Minh. Giọng nói dịu dàng vang lên, lục sư đệ, khoảng thời gian này vất vả cho em rồi. Lục sư tỷ, các sư tỷ khác vẫn ổn chứ ạ? Diệp Bắc Minh hỏi. Đạm Đài Yêu Yêu phì cười, em đoán xem, mọi người đều khỏe, mấy sư tỷ, sư muội đã theo chị gia nhập vào một thế lực tên là hồn tộc, lần này chị tới tìm tiểu sư đệ cũng là theo ủy thác của hồn chủ. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, hả, lục sư tỷ, chị gia nhập hồn tộc rồi à? Ừ, Đạm Đài Yêu Yêu cười gật đầu, hồn chủ rất tốt với bọn chị, hồn tộc là một chủng tộc có hoài bão lớn. Tiểu sư đệ, em là người có thể chất hỗn độn, hồn chủ cực kỳ đánh giá cao em. Chỉ cần em gật đầu. Hồn chủ lập tức phong em làm sứ giả u hồn ngay. Chúng ta sẽ có thể mãi mãi không xa nhau nữa. Khóe môi Diệp Bắc Minh chợt lộ ra một nụ cười, mãi mãi không xa nhau nữa. Ha ha ha, tiểu sư đệ, em sao vậy? Đạm Đài Yêu Yêu nghi hoặc, mãi mãi không xa chị nữa, chẳng lẽ không tốt sao? Hai, Diệp Bắc Minh thở dài. Sao cô không thể giả vờ giống hơn một tí, để tôi dịu bớt nỗi nhớ nhung một tí hả? Giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng, anh vung tay lên túm. Răng rác, một tiếng trầm muộn vang lên, năm ngón tay của Diệp Bắc Minh bóp lấy cổ Đạm Đài Yêu Yêu, khiến cô ta phải giãy giụa. Tiểu sư đệ, em làm gì vậy? Đạm Đài Yêu Yêu hoảng sợ, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nỗi thất vọng, em lại muốn giết chị ư? Diệp Bắc Minh hờ hững nói, có vài phần giống chị ấy, đã là may mắn của ngươi rồi. Nói đi, hồn chủ phái ngươi tới à? Vẻ đau khổ trên khuôn mặt Đạm Đài Yêu Yêu biến mất. Thay vào đó là vẻ yêu mị vô tận. Cô ta vặn vẹo cơ thể mềm mại, dù đang bị Diệp Bắc Minh bóp cổ, cô ta vẫn phát ra một tràng cười khiến người ta máu nóng sôi trào, ha ha ha. Nam nhân, thế mà ngươi có thể nhìn thấu ta là giả. Chắc hẳn, lục sư tỷ là người mà ngươi quan tâm nhất. Theo lý mà nói, ta đã giả mạo rất giống, căn bản không thể có chuyện bị người ta phát hiện. Sao ngươi lại phát hiện ra? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh đi, mỗi lần ta gọi chị ấy là lục sư tỷ, chị ấy sẽ nhấn mạnh. Bảo ta gọi chị ấy là chị Tiểu Yêu. Ta gọi ngươi là lục sư tỷ mấy lần, ngươi đều không sửa lại. Hóa ra là vậy, người phụ nữ choàng hiểu ra, ngươi có thể đi chết được rồi. Diệp Bắc Minh cơ trí quyết đoán, năm ngón tay bóp chặt, răng rắc, một tiếng, thân hình người phụ nữ vỡ tan như mặt gương, sau đó hóa thành một cơn gió lốc màu đen, lao ra xa. Đi đâu, ở lại cho ta, Diệp Bắc Minh quát, sau đó đuổi theo, giây tiếp theo, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh. Thần Vũ Đại Đế. Thần hồn của ông chết rồi cơ mà. Diệp Bắc Minh cả kinh. Thần Vũ Đại Đế hừ lạnh một tiếng,
sau đó ông ta vung tay cầm lấy cung xạ nhật, bắn ra một mũi tên. Hừ, Diệp Bắc Minh hừ lạnh, anh vận dụng huyền tự quyết. Khí hỗn độn tuôn ra, phụt, nhưng lồng ngực lại đau đớn, không ngờ anh lại trúng một mũi tên của cung xạ nhật, trái tim nổ tung, cơ thể bay đi một cách thê thảm, bị đóng đinh trên vách tường. Sao có thể chứ, nội tâm Diệp Bắc Minh nổi lên sóng to gió lớn. Tiểu tháp, ra đây, không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu tháp, ra đây, tiểu tháp, tiểu tháp, kiếm càn khôn chấn ngục. Ra đây, đạo đài luân hồi, ra đây. Diệp Bắc Minh liên tục hô, nhưng chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì thế này, mặt Diệp Bắc Minh biến sắc. Lúc này, thần vũ đại đế đã kéo cung, mũi tên thứ hai bắn ra với khí thế như sét đánh. Bùm, đan điền của anh nổ tung, một cơn đau thấu tim lan ra tứ chi. Thần vũ đại đế lạnh lùng nhìn anh, nhóc con, người đã diệt thần hồn của ta, bổn đế sẽ ban cho ngươi cái chết. Mũi tên thứ ba bay ra, chuẩn bị bắn thủng thần phủ của Diệp Bắc Minh. Ong, cùng lúc đó, thần phủ rung mạnh một cái, trong đầu Diệp Bắc Minh lóe lên một tia sáng, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, nhóc con, cậu sao vậy? Ta thấy trạng thái của cậu có vẻ không ổn cho lắm, cậu tu luyện ra vấn đề à? Tiểu tháp, thế mà lại là giọng của tiểu tháp, bên tôi đang gặp chút chuyện. Diệp Bắc Minh kể lại tình huống mà anh đang gặp phải. Thần vũ đại đế gì chứ? Làm gì có thần vũ đại đế nào? Rõ ràng cậu đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng, cậu vừa mới nhập định chưa đến nửa canh giờ á. Cái gì, trong tích tắc, Diệp Bắc Minh hiểu ra ngay, lẽ nào, tất cả chỉ là mộng cảnh. Anh giơ tay lên túm chặt lấy mũi tên ở lồng ngực và đan điền, sau đó rút mạnh ra. Cơ thể lại tràn trề sức mạnh, quả nhiên là mộng, nếu tim tôi bị bắn vỡ, đan điền bị phá hủy, thì làm gì còn sức mạnh nữa. Diệp Bắc Minh híp mắt, ở trong mộng cảnh của ta, ngươi còn đòi giết ta ư. Anh cười to. Sau đó vung tay đấm ra một quyền, gào, một con huyết long cao vạn trượng lao ra, mũi tên thứ ba đang bay đến bị thiêu rụi ngay tại chỗ. Huyết long tiếp tục lao về phía thần vũ đại đế, rồi hung hăng nện xuống, nổ tung ngại tại trận. A, thần vũ đại đế hét thảm một tiếng, không ngờ lại phát ra giọng nữ. Người phụ nữ muốn bỏ chạy, Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười một cái, không gian xung quanh lập tức bùng cháy. Lửa phần thiên vô tận, phong tỏa toàn bộ không gian. Lửa phần thiên, sao có thể chứ? Dưới tình huống có tôi ở đây, sao anh lại khống chế được mộng cảnh của mình chứ? Người phụ nữ hoảng rồi, cô ta hoảng sợ quay đầu lại, run rẩy nhìn Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh mới thấy rõ, đây là một nữ nhân cực kỳ quyến rũ, thân hình nóng bỏng, dung mạo không tính là quá đẹp, nhưng lại cho người ta cảm giác mê hoặc chúng sinh. Nhìn thêm vài giây, bản thân kiểu suýt thì bị cuốn vào đó vậy. Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Chỉ với một ý niệm. Sau lưng Diệp Bắc Minh tự nhiên hiện ra một cái ghế. Anh thong thả ngồi xuống, khoát tay một cái, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một chén trà, anh nhẹ nhàng uống một ngụm. Đồng tử của người phụ nữ hơi co rút, kỹ năng kiểm soát mộng cảnh thật thuần thục, nét mặt người phụ nữ trở nên ngưng trọng, anh cũng biết điều khiển mộng cảnh, anh từng nghiên cứu về lĩnh vực này à? Diệp Bắc Minh vung tay lên tát một cái tát cách hư không, bốp, một tiếng giòn tan, người phụ nữ lăn đi mấy vòng. Trên khuôn mặt yêu mị hằn một dấu bàn tay. Mộng cảnh này chật thực thật đấy, chỉ cần là thứ mà tôi muốn, nó sẽ được thực hiện ngay lập tức. Diệp Bắc Minh cảm thán, nếu ở trong mộng cảnh của tôi, há chẳng phải tôi là vô địch à? Nói xong, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Anh nhìn người phụ nữ, tôi hỏi cô lần cuối, cô là ai? Trả lời, hoặc chết. Vù vù vù, lửa phần thiên cháy phừng phừng khắp bốn phía, nó hung hăng lao về phía người phụ nữ yêu mị. Đừng mà! Người phụ nữ yêu mị sợ đến nỗi vỡ giọng, trong mộng cảnh mà tôi tạo ra, nếu tôi chết trong đó, thì cũng sẽ chết ở cả thế giới thực. Tôi cho anh biết đây, tôi tên là Mộng Yểm, là một trong những hộ pháp dưới chướng hồn chủ. Mộng Yểm, Diệp Bắc Minh hơi tò mò, sao cô đi được vào mộng cảnh của tôi? Mộng Yểm trả lời rất nhanh, chỉ cần anh ngủ là tôi có thể đi vào mộng cảnh của anh. Khi người ta ngủ, đó là lúc năng lực phòng ngự yếu nhất, cho nên tôi đã xem được một số hình ảnh trong đầu anh. Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra, vậy nên, cô mới chọn giả làm lục sư tỷ của tôi. Đúng, Mộng Yểm gật đầu, nếu tôi chết trong mộng thì sao? Mộng Yểm trả lời, đối với người bình thường mà nói, chết trong mộng cũng không sao, tỉnh dậy là được. Còn với tôi, mộng cảnh chính là hiện thực. Trong mộng cảnh mà có tôi, thì bất cứ ai nằm mơ mà chết ở trong mơ, thì cũng sẽ chết ngoài đời thực. Diệp Bắc Minh bỗng cảm thấy rét lạnh, tình cảnh vừa nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhờ tháp càn khôn chấn ngục phát hiện ra anh có điểm bất thường, nên truyền âm nhắc nhở anh. Thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, tại sao hồn chủ cứ phải giết tôi? Tôi với hồn tộc các cô,
không thù không oán mà nhỉ. Mộng Yểm lắc đầu, tôi chỉ nghe theo lệnh của hồn chủ, chuyện khác tôi cũng không biết. Nhưng anh là người mang thể chất hỗn độn, anh có liên quan đến một kế hoạch lớn của hồn tộc. Diệp Bắc Minh hỏi, kế hoạch lớn gì? Mộng Yểm trả lời, địa vị của tôi quá thấp, chưa có tư cách biết. Diệp Bắc Minh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ. Giao Chỉ bảo mình trà trộn vào hồn tộc, có lẽ đây là một cơ hội tốt. Suy nghĩ vài giây xong, anh mở mắt ra, Mộng Yểm, nếu tôi định gia nhập hồn tộc thì sao? Hả? Mộng Yểm ngẩn ra, khuôn mặt yêu mị hiện lên vẻ không dám tin, anh. Anh muốn gia nhập hồn tộc á? Diệp Bắc Minh cười, tôi thấy hồn tộc các cô là thế lực khá mạnh. Bên cô muốn tôi gia nhập thì cứ trực tiếp tới tìm tôi là được rồi, cần gì phải rắc rối thế? Mộng Yểm đảo mắt, thế? Được, anh thả tôi đi, tôi sẽ thông báo cho hồn chủ ngay. Diệp Bắc Minh cười mà không nói. Sao thế, tôi dễ lừa thế à? Anh có ý gì? Tôi đồng ý gia nhập hồn tộc, rõ ràng có vấn đề. Nhưng cô lại không hoài nghi một tí nào, cô còn muốn rời khỏi mộng cảnh của tôi hả? Diệp Bắc Minh lắc đầu bật cười, một khi cô thoát khỏi đây, há chẳng phải là tôi thả hổ về rừng à? Anh muốn thế nào? Ánh mắt Mộng Yểm lạnh như băng. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, chẳng phải vừa nãy cô bảo, với cô thì mộng cảnh chính là hiện thực à? Trở thành nô bộc của tôi, sau này tôi gọi lúc nào thì có mặt lúc đó. Mặt Mộng Yểm biến sắc, cô ta từ chối ngay, không có khả năng. Thế cô đi chết đi. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Anh vung tay lên, lửa phần thiên dập trời, cuồn cuộn như sóng thần đổ đến, khi nó sắp bao phủ Mộng Yểm. À, đừng mà, chủ nhân, tôi bằng lòng làm nô bộc của ngài. Chủ nhân tha mạng, Mộng Yểm quỳ xuống, cô ta sợ tái mặt, rồi dập đầu không ngừng. Diệp Bắc Minh nhấc tay, bắn ra một giọt máu. Giọt máu dừng ở trước mặt Mộng Yểm, sau đó hóa thành một đạo phù văn, rồi bùng cháy. Mộng Yểm rạch lòng bàn tay, nhỏ máu của mình vào ngọn lửa. Khế ước nô lệ, thành. Chủ nhân, Mộng Yểm quỳ xuống. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, cô có thể đi được rồi, sau này khi nào tôi cần, tôi sẽ chủ động liên lạc với cô. Giây tiếp theo, anh mở mắt ra, quả nhiên, anh vẫn đang ở trong một căn phòng, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, rốt cuộc vừa nãy cậu sao vậy? Diệp Bắc Minh kể lại chuyện xảy ra trong mộng cảnh một lượt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cả kinh, Mộng Yểm á, không ngờ thứ này lại tồn tại thật. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, sao thế? Ông biết à, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Trước đây tôi từng nghe chủ nhân kể, có một chủng tộc tên là Mộng Yểm, chuyên sống bằng nghề nuốt mộng cảnh của người khác. Trò này rất khủng bố, có thể giết người trong vô hình ở trong mộng cảnh. Cốc cốc cốc, đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, thánh tử, vị diện phía trên có người tới. Diệp Bắc Minh mở cửa phòng ra, Diệp Tinh Khung đứng bên ngoài với vẻ mặt ngưng trọng. Có chuyện gì vậy, có mấy sứ giả từ vị diện phía trên tới, theo quy củ cũ, họ muốn chọn hai người mang đi. Diệp Tinh Khung nói. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, đi lên vị diện cấp cao hơn, đây là chuyện tốt mà. Sao trông gia chủ có vẻ không vui vậy? Diệp Tinh Khung nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, rồi nói, Bắc Minh, đấy là cậu không biết thôi. Tất cả những người từng đi lên vị diện phía trên trước đây, đều không có ai trở về. Chúng tôi nghi ngờ rằng, họ đã chết hết rồi. Diệp Bắc Minh cười bảo, gia chủ, liệu có phải ông đã nghĩ nhiều quá không? Có khi những người đi lên vị diện phía trên kia, cảm thấy bên đó thích hợp cho việc tu võ quá, nên không thèm về nữa. Tuyệt đối không thể có chuyện đó. Diệp Tinh Khung lắc đầu cực kiên quyết, đúng là có những người không muốn về, nhưng trước đây những người nhà họ Diệp mà rời đi đó. Hầu như là không lâu sau, đèn hồn của họ đều tắt. Chết rồi à, Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Bao lâu, trong vòng 3 ngày, nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, Diệp Tinh Khung lại thêm một câu, Bắc Minh, vốn dĩ bọn tôi nghĩ, tìm bừa hai người đối phó cho qua là xong. Nhưng không biết có chuyện gì mà sứ giả lần này cứ đòi chọn thánh tử và thánh nữ của nhà họ Diệp ta. Hai vị lão tổ đang thương lượng với người ta, cơ mà e là. Diệp Bắc Minh nheo mắt, đi, đi xem thử. Một lát sau, hai người đã tới đại điện nhà họ Diệp. Cuối bậc tam cấp thứ 100, có mấy thanh niên nam nữ đang ngồi đó với vẻ mặt cao ngạo. Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung đang tiếp họ. Các thành viên cấp cao khác của nhà họ Diệp cũng được gọi đến đây hết. Cả đám đều đang đứng chờ. Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền cũng đã có mặt từ sớm, và đang đứng trong đám thành viên cấp cao của nhà họ Diệp. Diệp Quỳnh đã đến từ sớm, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, nét mặt còn hơi tái nhợt. Vào khoảnh khắc anh đi vào đại điện, xoẹt, thánh tử đến rồi, vô số ánh mắt hướng vào Diệp Bắc Minh. Một thanh niên áo tím nhìn anh với ánh mắt chế giễu, kèm theo một tia u ám, cậu chính là thánh tử nhà họ Diệp. Cậu để chúng tôi chờ cậu gần một khắc đồng hồ, cậu có máu mặt thật đấy nhỉ? Trước giờ tôi vẫn rất oách, sao nào,
Anh không phục à? Diệp Bắc Minh không nể mặt tí nào luôn. Toàn trường im phăng phắc, tất cả mọi người nhà họ Diệp kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Nét mặt Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Quỳnh thì liên tục đánh mắt và truyền âm cho Diệp Bắc Minh. Kể cả Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung cũng ngẩn ra, họ trừng mắt với Diệp Tinh Khung, như thể đang chất vấn, lẽ nào ngươi chưa nói cho Diệp Bắc Minh biết thân phận của những người này à? Thanh niên áo tím mặt xanh mét, nhóc con, tôi thấy cậu đang muốn chết đấy. Diệp Bắc Minh cười nhạo, với thân phận của anh dám giết tôi không? Cậu nói cái gì? Thanh niên áo tím sửng sốt, những thành viên khác của nhà họ Diệp cũng nghi hoặc, sao sứ giả đến từ vị diện phía trên lại không dám giết người? Dù Diệp Bắc Minh có là thánh tử nhà họ Diệp, thì cũng không thể ngông như thế á. Diệp Bắc Minh buồn cười, thứ nhất, tôi thấy có vẻ thân phận của anh ở vị diện phía trên, cũng không cao cho lắm. Không thì đã không bị phái đi làm cái công việc chân chạy vặt này. Hai là, chắc hẳn người đứng sau anh đang yêu cầu, anh đưa thánh tử và thánh nữ của nhà họ Diệp về nhỉ. Nếu anh giết tôi, thì báo cáo kết quả kiểu gì? Thanh niên áo tím ngẩn ra, trong nhóm người đó, cuối cùng cũng có một thiếu nữ mặc váy trắng nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Trong ánh mắt của cô ta có sự bất ngờ. Ha 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 ha, nhóc con, cậu rất thông minh. Tiếc là, ý thứ nhất, cậu đoán sai rồi. Thân phận của tôi rất cao, cao đến mức khiến cậu khó mà tưởng tượng được. Thứ hai, nếu là người khác tới, khả năng là họ không dám giết cậu. Nhưng, tôi thì dám. Bịch, thanh niên áo tím giẫm mạnh chân xuống đất, rút ra một thanh trường kiếm ở bên hông. Sau đó chém thẳng về phía đầu Diệp Bắc Minh, còn cậu. Tôi giết thì có sao, cùng lắm là để nhà họ Diệp chọn tiếp một thánh tử nữa, cũng vậy mà. Khí tức của cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 7 tỏa ra. Sát ý tỏa ra ầm ầm. Chu Nham, dừng tay, thiếu nữ váy trắng lạnh nhạt lên tiếng, giọng cô ta tựa như có ma lực vậy. Thanh niên áo tím Chu Nham đang tràn ngập sát ý khắp người, thế mà lại dừng lại thật, Bách Lý cô nương, tại sao cô lại ngăn tôi? Thiếu nữ váy trắng nói. Bởi vì, anh đang tự tìm đường chết. Cái gì? Chu Nham ngẩn ra một lát, rồi lắc đầu ngay, Bách Lý cô nương, cô đang đùa gì vậy? Tên nhóc này mới đến cảnh giới đại đạo tầng 1, loại rác rưởi này mà cô bảo tôi sẽ chết há? Tôi có cho cậu ta thêm 100 vạn năm nữa, cậu ta cũng không có bản lĩnh làm tôi mất một sợi tóc. Phì, thiếu nữ váy trắng cười một tiếng, làm cho tất cả nữ nhân ở đây phải ảm đạm thất sắc. Cô ta nhếch môi cười ý vị, thế sao? Nếu anh đánh lại được thể chất hỗn độn, thì anh cứ việc ra tay. Thể chất hỗn độn, Chu Nham sờn tóc gáy, như là con mèo bị giẫm phải đuôi vậy, cô bảo tên nhóc này là thể chất hỗn độn á? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ Chu Nham, những người đi cùng Chu Nham cũng kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Còn mọi người nhà họ Diệp thì khá là bình tĩnh, chuyện thánh tử có thể chất hỗn độn, không phải bí mật gì. Hầu như tất cả mọi người ở Nguyên Thủy chân giới đều biết. Thiếu nữ váy trắng bỏ qua sự kinh ngạc của Chu Nham, cô ta nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, tôi tên là Bách Lý Thanh. Tôi thay mặt Chu Nham xin lỗi anh ta trước giờ toàn kiêu căng như này, không ngờ hôm nay lại đạp phải tấm sắt. Anh đừng trách anh ta, chuyện này đến đây là xong nhé, được không? Diệp Bắc Minh dịu giọng đi, được, bản thân anh không sợ Chu Nham, nhưng để tránh việc nhà họ Diệp bị trả thù, dừng ở đây là tốt nhất. Đa tạ Diệp công tử, Bách Lý Thanh cười xinh đẹp, nếu Diệp công tử đã tới, thánh nữ cũng đang ở đây, vậy hai người đi cùng chúng tôi luôn nhé. Diệp Bắc Minh suy nghĩ mấy giây, các sư tỷ của anh khả năng đều ở vị diện phía trên. Hạ Nhược Tuyết cũng đang ở cạnh giao trì, anh cũng muốn làm rõ chuyện về Hoa tộc và Côn Luân Điện, rốt cuộc họ có liên quan với Hoa Hạ không? Bố, mẹ, chăm sóc bản thân thật tốt nhé ạ. Diệp Bắc Minh đi đến trước mặt bố mẹ, tài nguyên tu luyện của nhà họ Diệp có đầy đủ, bố mẹ đợi con về nhé. Diệp Thanh Lam rưng rưng nước mắt, Minh Nhi, gia đình ta vừa mới đoàn tụ, đã phải chia xa rồi sao? Mẹ, các sư tỷ đang chờ con, và lại con cũng có lý do không thể không đi. Diệp Bắc Minh giải thích, Lam Nhi, tin tưởng Minh Nhi. Dạ Huyền vỗ vai Diệp Bắc Minh, thằng nhóc này giống anh, đường đời gặp bao nhiêu chông gai mà nó vẫn vượt qua kìa. Một cái vị diện phía trên thôi mà, chẳng mấy nữa Minh Nhi lại vô địch ý mà. Phụt, trong nhóm người đi cùng Chu Nham, có không ít người cười ra tiếng. Còn có người nói nhỏ, có thể sống sót đã là tốt lắm rồi, còn đòi vô địch. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Không có nhiều lời, cô có muốn đi không? Anh quay sang nhìn Diệp Quỳnh, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, chuyện này tôi quyết định được, cô không cần đi theo đâu. Chu Nham lạnh lùng mở miệng, nhóc con, cậu nghĩ mình là ai? Theo quy củ, thánh tử và thánh nữ nhà họ Diệp, bắt buộc phải đi. Xoẹt, Diệp Bắc Minh đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, một cỗ khí tức tử vong bao trùm, Chu Nham nuốt ngụm nước miếng.
không ngờ nửa câu sau lại nghẹn trong cổ họng. Diệp Quỳnh chưa khỏi bệnh, nhưng vẫn quật cường gật đầu, tôi muốn đi. Anh còn không sợ, tôi sợ gì, cùng lắm thì chết cùng anh, dù sao tôi cũng bị anh. Nghĩ nghĩ, Diệp Quỳnh lại đỏ mặt, Dạ Huyền nghi hoặc nói nhỏ một câu, lẽ nào Minh Nhi lại có thêm một người nữa? Diệp Thanh Lam lườm ông ấy một cái, Dạ Huyền thức thời ngậm miệng. Bách Lý Thanh nhìn Diệp Bắc Minh một cái với vẻ sâu xa, Diệp công tử, Diệp cô nương, giờ không còn sớm nữa. Nếu hai người đã quyết định xong, vậy chúng ta xuất phát thôi. Giây tiếp theo, Bách Lý Thanh lấy ra một truyền tống trận khổng lồ có khắc đầy phù văn không gian, đang trôi nổi giữa không trung. Trên bề mặt truyền tống trận có mấy chục rãnh lõm, bên trong là những khối nguyên thạch to bằng quả dưa hấu. Ong, một cỗ năng lượng ngưng tụ, nguyên thạch nhanh chóng thu nhỏ lại. Một cánh cửa mở ra, Bách Lý Thanh dẫn mọi người bước vào trong. Diệp Bắc Minh chỉ thấy trước mắt sáng lên, anh bước vào một hành lang không gian, đợi đến khi chân chạm đất, anh đã ở trên một quảng trường cực kỳ lớn. Xung quanh, tường vây cao vút, nhìn thoáng qua, các công trình kiến trúc cực kỳ cổ kính. Không ngờ chúng đều được xây từ những khối nham thạch cắt ra. Diệp Quỳnh tò mò, chỗ này chính là vị diện phía trên sao? Chu Nham lắc đầu cười nhẹ, mới đi mà hai người đã muốn đến vị diện phía trên hả? Hai người nghĩ nhiều rồi, chỗ này là đấu trường võ thuật. Diệp Quỳnh nghi hoặc, đấu trường võ thuật, anh dẫn chúng tôi đến đây làm gì? Diệp Bắc Minh khẽ nhíu mày, tôi cần một lời giải thích. Ha 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 ha, bản công tử cần giải thích gì với ngươi chứ? Chu Nham cười thích chí, nét mặt hiện rõ vẻ hả hê. Diệp Bắc Minh nheo mắt, nhìn Chu Nham chằm chằm. Đột nhiên, giọng Bách Lý Thanh truyền tới, Diệp công tử, vị diện cấp 8 thật sự quá đông. Chỉ nguyên vị diện mà bọn tôi biết đã có mười mấy vạn người. Mỗi vị diện, mỗi lần chọn sẽ chọn 10 người tiến vào vị diện phía trên. Mỗi lần sẽ có khoảng hơn 200 vạn người muốn đi lên, nhưng vị diện phía trên không tiêu hóa nổi nhiều tu võ giả thiên tài cùng một lúc như thế. Cho nên, các thế lực lớn ở vị diện phía trên đã dựng một đấu trường võ thuật. Chỉ những người có được thành tích nhất định trong đấu trường võ thuật mới được đi lên vị diện phía trên. Diệp Quỳnh ngây người, Diệp Bắc Minh cười lạnh, cho nên, các thành viên nhà họ Diệp ngày trước mới một đi không trở lại. Họ đã chết hết trên đấu trường võ thuật rồi nhỉ. Đám người ở vị diện phía trên bọn cô tính toán giỏi thật đấy, một mặt có thể xem đấu võ giải trí. Mặt khác, có thể nhanh chóng tiêu hao thiên tài ở các vị diện phía dưới, củng cố địa vị của các cô, đúng không? Mặt Bách Lý Thanh biến sắc, anh nói một câu trúng luôn rồi. Không ngờ Diệp Bắc Minh nhìn qua liền hiểu. Diệp công tử, anh nói đùa rồi. Bách Lý Thanh cười nhẹ, sau đó tiện tay ném ra hai cái thẻ rơi vào tay Diệp Bắc Minh và Diệp Quỳnh. Hai người cúi đầu xem. Phía trên viết tên của từng người, cùng một mã số. Phải rồi Diệp công tử, nhắc nhở anh một câu, những người vừa tới đấu trường võ thuật, phải lập tức tham gia 10 trận đấu võ ngẫu nhiên, chỉ những người chiến thắng cuối cùng mới được tiến vào đấu trường chính thức. Nói xong, cô ta nở một nụ cười xấu xa rồi chỉ vào điểm cuối tầm nhìn, chỗ đó có một tòa kiến trúc khổng lồ giống kim tự tháp. Bên trong vọng ra tiếng hò hét kinh thiên động địa, chắc là đám đông xem đấu võ gieo hò. À phải rồi, có một câu nói, chắc anh biết chứ nhỉ. Trên võ đài, không chỉ phân thắng thua, còn quyết sinh tử nữa. Cái gì, mặt Diệp Quỳnh tái nhợt, trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên nỗi căm giận ngút trời, cho nên, chúng tôi chắc chắn sẽ chết. Không không không, Bách Lý Thanh cười giảo hoạt, Diệp công tử, anh đánh chết hết đối thủ của mình, anh có thể sống sót. Đúng rồi, nếu có thể tiến vào trận quyết đấu, có khi còn nhận được một số phần thưởng nữa. Keng, đột nhiên, một tiếng chuông vang lên. Số 137.589, Diệp Quỳnh. Trên một sân võ, một trọng tài trung niên hô, lên đài. Xẹt, cùng lúc đó, thẻ thân phận trong tay Diệp Quỳnh phát ra một tia sáng đỏ rực. Đâm thẳng lên trời, bù, lập tức có vô số ánh mắt nhìn sang đây, nhìn Diệp Quỳnh. Đại đạo chi thượng tầng 7, tên bạo viêm kia đang ở tế đạo chi thượng tầng 3, hơn hẳn hai cảnh giới lớn. Cô gái tên Diệp Quỳnh này, chết chắc rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trên võ đài, một người đàn ông để trần thân trên, cơ bắp màu đồng cổ nở nụ cười dữ tợn, ha 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 ha. Ông trời thật yêu ái bạo viêm tôi. Đối thủ cuối cùng lại là một nữ nhân yếu đuối. Cô, lên đây chịu chết đi, tôi sẽ cho cô được toàn thây. Khí tức của cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 3 tỏa ra. Thấy Diệp Quỳnh bất động, một nhóm hộ vệ mặc áo giáp, vẻ mặt lạnh lùng đi tới. Lão giả dẫn đầu còn tỏa ra khí tức cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 8, số 137.589. Cô còn ngây ra đó làm gì? Mau lên võ đài đi. Chu Nham vui sướng khi thấy người gặp họa, quy định của đấu trường võ thuật là, người bỏ cuộc, chết. Mấy hộ vệ lạnh lùng đi tới. Diệp Quỳnh mặt xám như cho tàn,
chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.